Đây nhiều lô bò đã không? Bim bò. Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn mang số 95, xin chào cô chú anh chị các bạn gần xa nha. Hôm nay trại có về cái lô này là 9 con. 9 con bò pháp kem nha. Bò này nằm 8 tháng tuổi nha. Bò đực vỗ béo. Bò này nằm 8 tháng tuổi, xương sóc lớn đòn dài nha, giá rất là mềm luôn. 15 triệu 500 một con bò đực kem vỗ béo nằm 8 tháng tuổi. Bò này chiều cao trung bình là 1m15 bò nha. 1m15 17 bò không mà cao. Đi, xích qua. Này 2000 tiếng. Này sỏi vàm được 4 5 con nha cô chú anh chị. 15 triệu 500 một con được lỡ. Nằm 8 tháng tuổi. Lô này có 9 con à, 9 con bò kem. Cô chú anh chị thấy ưng ý con nào thì mình mua con đó nha. Giá rất là mềm luôn. Bò bành bành không. 15 triệu 500 một con đực. Cô chú anh chị thấy vừa ý con nào thì mình mua con đó. Lô này 9 con đực nha. Xương sóc thì rất là to. Mình bao hết trơn chân cẳng cho cô chú anh chị không bị phù nề ép xe gì hết nha. Thật lỗi đồ mình bao hết luôn. Giá là 15 triệu 500. Này đường con kim giấy nè. Lô này 9 con đực kia. 9 con. Con nào cũng 15 triệu 500 hết. Chứ anh chị thấy giữ ý con nào thì mình mua con đó. Này đực kem vỗ béo nha. Chị Dân Thành cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn nha. Xin chúc cho cô chú anh chị chăn nuôi thuận lợi nha.